sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long luôn là một trong những điểm đến có sức hấp dẫn khách du lịch quốc tế bậc nhất ở nước ta. Có được điều này, bên cạnh sức hút vốn có, thì việc đẩy mạnh truyền thông quốc tế về điểm đến có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh phục hồi du lịch sau dịch bệnh. Những ấn tượng tốt đẹp của các nhà báo quốc tế về di sản chính là cách quảng bá rộng rãi hình ảnh chân thực, hiệu quả nhất, quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long ra quốc tế. Những hình ảnh tác nghiệp của đoàn nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Cao nguồn G1 Hàn Quốc tại Vịnh Hạ Long. Những biểu tượng của Vịnh Hạ Long, hòn Đình Hương, hòn Trống Mái, trải nghiệm thú vị, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo của di sản được khai thác dưới góc nhìn khách quan của những nhà báo quốc tế, cũng chính là nhân vật trải nghiệm trực tiếp. Vịnh Hạ Long xứng đáng là di sản, là kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp này. Tôi rất thích thú, ấn tượng. Những cảm xúc này tôi sẽ cố gắng truyền tải chân thật đến khán giả Hàn Quốc của chúng tôi. Hệ thống hang động nhũ đá tự nhiên được bảo tồn gắn với những truyền thuyết rồng hạ ly kỳ. Chèo thuyền kayak trên Vịnh Hạ Long. Dịch vụ mới tàu tham quan vịnh chất lượng cao cùng những trải nghiệm về ẩm thực đặc trưng của Quảng Ninh đều gây ấn tượng mạnh với các nhà báo Hàn Quốc. Đây là chương trình nằm trong nội dung hợp tác quốc tế giữa Đài Kangwon G1 Hàn Quốc và Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, được thực hiện trở lại sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh. Càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh ngành du lịch Quảng Ninh nỗ lực phục hồi, mở cửa thu hút khách du lịch quốc tế. Các bạn thật may mắn có được một di sản hiếm có. Hơn nữa, còn bảo tồn được rất tốt cảnh quan thiên nhiên như thế này là việc rất đáng tự hào. Hy vọng những thước phim của tôi có thể ghi lại được những hình ảnh đẹp nhất về Vịnh Hạ Long để gửi tới khán giả Hàn Quốc, những người đang rất mong ngóng thời gian tới có thể về Việt Nam du lịch. Thật vui mừng vì lại tiếp nối các hoạt động hợp tác truyền thông giữa Đài Kangwon G1 Hàn Quốc và Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh như trước dịch, đánh dấu mối quan hệ hợp tác lâu dài hiệu quả giữa hai bên, góp phần đẩy mạnh truyền thông trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch. Chuỗi phóng sự về các điểm đến du lịch của Quảng Ninh, đặc biệt là di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long, sẽ được phát trên các kênh sóng và nền tảng truyền thông của Đài Kangwon G1 Hàn Quốc, mang đến bức tranh chân thực về sức hấp dẫn và sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Quảng Ninh Việt Nam sau đại dịch. Đồng thời, truyền đến khán giả Hàn Quốc cũng như quốc tế thông điệp điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, sẵn sàng đón bạn trở lại.